xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại mình. Mình là Vlog ăn zoom ra đây. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Free Fire và sẽ đấu tranh với thanh niên Sơn và thanh niên là Thức. Thức này thì là một thanh niên rất là tội nghiệp là Râm. À nhầm mà Câm Điếc. Đấy. Rồi chào các bạn đi Sơn. Chào bạn nha. Đấy, Sơn này giờ có biệt danh mới gì? Sơn Sói ấy. À, Sơn Chào Cả. À, hóa ra thanh niên à Sơn Sói, à Sơn Sói. Ờ, thanh niên tên là Sơn Sói, đổi rồi. Cứ tưởng là Sơn Chọc. Đấy. Chào các bạn đi Thức. À mà quên. Đấy nói rồi. Thức có nói được không mà chào. Ừ, quên. Ok, rồi mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ lúc đó đi có M14 này này. Sơn ơi, chạy ra cái chỗ cầu thang kia kìa. Chỗ cầu thang có cái thùng dầu ấy. Ra đấy đứng xong rồi đợi tí nhá. Để mày bắn tao à? Bắn lâu, đồng đội sao bắn được nhau? Này có thằng này 4 máu rồi, còn vài máu rồi. Ra bắn luôn. Ra bắn luôn này. Biết được chỗ nào đâu. Đây này. Nó trên cao. Không phải, đang ở dưới. Đang ở đây này. Nhân gục liền. Gục rồi. Ui, thằng đồng đội của nó ở bên kia kìa, vãi cái nồi ra. Nguy hiểm thế. Thằng này dám dẫn. Thằng ấy nó dẫn. Tôi dẫn ra hồ đi đấy. Cẩn thận. Hay lắm. Amazing, good job. Xin nhá. Ơi, chúng ta đây đứng này. Thì nhìn bắn nổ luôn ạ. À. Đúng là không biết thế nào được gọi là tiếc. Tiếc của con ạ. À. Ok, được rồi. Mình sẽ bắn. Mọi người nhau. Rồi, sẽ cầm mở. Không có ý xấu gì hết. Chỉ là muốn dụ thằng địch ra đấy lút đồ xong bắn phát thôi. Nào. Đi. Hình như bên này là có một đứa này. Bên mấy cái căn nhà này là có một đứa này. Ôi kìa. Như vừa thấy xong rồi. Đặt cà lu lên. Ở cái rãnh rồi, hình như ở cái rãnh. Đây vừa thấy con tôi à. Cái rãnh ý, cái rãnh mà ở cái con nước ấy. Có mấy cái nước đáy, nước giếng, nước các kiểu con là điếu, nước thánh ấy. Đấy. Ở chỗ nước thánh nhỉ. Ừ thì từ đã, đợi lút đồ đã. Lút xong rồi cứ đi. Hả? Vậy thì bây giờ lái xe đi tổ lái nhá. Alo. Có ngay. Từ đã, đi mua đồ đã, tính sao? Shopee kìa. Shopee. Mua giáp 2 này. Mua ông ngắm X4 này. Rồi được rồi. Mình thử hữu khẩu. Ui, trong cái này nó có cả MP5X đi ông ạ. Ui đẳng cấp vãi. À ní. Để ra mua vào MP5X đi. Có lấy vé đấy không? Chạy ra lấy à? Không mời đâu. Không, không mua mà P5X đâu. Đây, mua luôn ạ. Ai có cái cơ không? Được một khẩu rồi. Thêm khẩu nữa là bát ạ. Nope. Bạn mà đoá đảo quá làm sao tôi có được. Nani. Ok rồi, mình sẽ đi vào kia mình mua khẩu mà vết bỏ. Anh là MP5. Đấy, vào mua màu MP5. Ok, top 1. À, mua một P5 này. Một P5. Ở trên này nè. Cái gì? AG7 trên này nè. Thôi không cần đâu, AG7. Ơi, thính à cái gì người ta gọi ta? Ấy chết nhầm. Đi ra làng Nam Kim nào. Ô, khinh cái cầu rơi kìa. Đây đầy người liên quan gì? Nani? Khi cầu rơi trên nóc nhà. Hợp lý. Hay quá. Khi cầu này có cái gì ta? Ui có boom keo nè. Mấy cái gì? Hình như ở đây có người đây. Mấy cục boom keo luôn. Quá đẳng cấp. Đâu người đâu? Mấy quả. Có thấy đứa nào đâu? Đâu rồi? Ở đây cơ mà. Chạy đâu đây? Ở đâu?
Ở bản đồ đây gì? Cơ mà. Ui rồi chạy tít rồi đấy cơ à? Chạy ngáng đấy. Thì bảo ra là clip đây. Vào đâu? Tôi không nghe thấy bạn ạ. Ồ, chết chị. Này tôi bị điếc bạn ạ. Ui à, hai thanh niên đi loot cái này bảo sao? Bảo sao VIP thế? Hóa ra là hai thanh niên loot mấy cái hòm. Bảo sao lại có lưỡi hai. À không phải lưỡi hai mà có gì ta. Người ta gọi là quên bố rồi. À không, cái băng đạn. Ừ đúng rồi, cái băng đạn. Ôi đứa à. Thế nào, bo đang vào đấy. Tí nữa chạy phọt cứt ở đây, cẩn thận. Có đứa nào không? Sơn. Cách ly hết rồi à? À cách ly hết rồi. Chắc chắn là bọn này bị Covid-19 rồi. Covid-19 nó xâm nhập vào nhá. Nó đấm cho phát vì cái tội là dám cản đường xuống rồi. Ba lấy tôi một đấy. Sợ chưa? Thôi chạy vào bo trước đi, chạy vào bo đi. Không mà bo nó cán đấy. Bo đang vào ấy. Kiếm được vết thương không? Không, chưa thấy vết thương nào cả. Chưa thấy khẩu nào luôn ấy. Mình có nói là lấy một khẩu. Có ba lô ba chưa? Có ba lô ba rồi. Giáp ba. Giáp ba có rồi. Nà ní. Uầy, thế nhìn giàu thế nhở. Mình có mỗi MP5X chứ mấy. À, có rồi. Mũ ba có rồi. Sơn ơi, bên cạnh cái thùng dầu nó có dạ có nó có mũ 4 kìa. Chỗ này á? Ấy cái gì à, cái gì tuyệt quá. Nhưng mà tôi mà có chết thì có cầm cứu không à? À đu đẳng cấp người ta cho mình một lần. Eak cầm bắn. Cầm được người rồi. Ê, đang định chôn đi như Sơn thì thanh niên Sơn. Không thấy. Vào đây. Lên đi. Là đi. Ô, Kotech này, có Kotech này lấy không? Không. Không lấy à? Hay là không lấy Kotech. Kotech mình có bảo bắn giật máu kinh á. Nhưng mà thôi, bắn chậm như chó. Thôi, lên trên cái nhà này, loot xong đã rồi tính sau. Nhà này loot chưa? Có vector chưa? Ông trời ơi. Ô có dạng thanh. Ngon tim liền. Có nòng không? Hơn đây có nòng không? Không có nòng. Ừ thì đây có mỗi dạng thanh. Thôi lên luôn đi. Vo vào kìa. Vào đây. Ây có đứa kìa. Bắn. Ấy chết mình bị lỗi game. Ủa nó bắn đầu thế. Ấy có thằng ở trên nhà kia đúng không? Thế rồi. À con này dám thủ chờ mình vào con ạ. Ok. Chờ anh đến cắt tiết ạ. À con này chờ mình đến cắt tiết con ạ. Ok. Chờ cắt tiết. Cover nhá. Đâu quá. Ừ đang kè đầu. Ấy. Cái thế nhở. Mình nghĩ là mình sẽ di chuyển rồi. Móc sau đít luôn. À rồi, thấy rồi. Dạ, anh cục một. Lê. Nó vừa cục một rồi đấy. Ấy nó kìa, nó định cứu kìa. Nhanh. Yêu máu. Ấy, chẳng kèo kìa. Dạ, anh cục quân rồi. Nhanh, cứu được rồi. Đúng rồi Sơn ơi. Giết. Cắt tiết. Đấy. Giết xong phải cắt tiết. Ngon tim. Ai về cái mờ kìa lấy không? Ui nó có mìn. Ui đài mìn. Biết à về kép mờ. Nghe gáy to thế. Chú thích thì nhìn nào gáy to như thế nhìn này. Biết à về cái mờ. Ok. Biết lại bắn đi. Chùm về cái mờ bắn đi. Thôi chạy đi, bo nhưng vào mà, kìa. Nhưng mà gặp tất tơ phải báo nhá. Ok. Tất tơ. Lên xe em đèo. Hello. Không có máu à? Có. Con đi. Lái đi. Lái xe nhá, đèo nhá. Đèo. Lên. Tất tơ. Ừ. Cho
จอแบ็คเตอร์จอแบ็คเตอร์เดียวเดียวเดียวทึกอ่ะจะทีเนี่ยเลยแบ็คเตอร์แล้วยังไงไหนเขาเบี้ยนเขาเหี้ยวเดี๋ยวนู้นเอาไว้เนี่ยเฮ้ยนึกว่าจะกินเกี๊ยมอ่ะที่ไหนเราไปกำมือเขาไปเตอร์นะโอเคนึกว่าจะเอาดีอ่ะเฮ้ย let's go เฮ้ยทุกคนมาดีอ่ะใช่ๆๆ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 
Thôi lên xe anh đèo. Từ từ. Ôi nà ní. Thanh niên phóng xe vừa đậu à? Ui, ui, phóng xe vừa đậu kinh nhé. Bắn nó chết. Lên đây, lên đây, cục này. Ui lên đấy, ui ở trên đấy lắm xác lắm. Ui ở tháp đồng hồ phải gọi là cái gì đó là điểm nóng của tâm điểm của dịch Covid Corona gì đó các kiểu đó. Mới nốc được hai đứa luôn. Ui là một đống Corona luôn, quá đẳng cấp. Đúng là đây chính là thể hiện cho sự bờ rô cu te phô mai que đấy. Rồi. Thật ra tôi có ra 4 nha mũ bà. Cứ quá đẳng cấp. Trời ơi, mấy kêu ở sân? Không kêu. Nani? Sao lại không kêu? Ê, đứa nào ném lực đoàn choáng rồi nhỉ? À ôi không đấy. Chắc là nó tự ném, thằng cái gì nhỉ? Thức! À kia kia thấy ạ. Lũ nè mày, gục. Có một thằng nữa. Trên đồi kìa, trên đồi kìa. Ui, nó được cứu rồi. Sơn ơi, cẩn thận đấy. Ui, nó cứu rồi kìa. Đúng rồi, có đạn xung lục không? Không. Có nhặt bì, đâu bì mà bà. Có bò vào. Bò vào, chạy ra cái gốc cây này đi. Đấy, bắn này, ra đi bắn không bắn ạ? Ok, được rồi. Bắn tốt. Bắn tốt. Bắn tốt. Ui rồi, thức lại bị ăn chít rồi. Lên chạy lên. Mày quá lượn chút này. Úi giời. Mẹ nó bắn đâu quá. Dung ở đây nhá. Từ từ. Đang chạy đây. Lượn ra chỗ khác cũng chúng nó bắn chết. Ờ lượn đi. Úi giời bọn này. Úi lúc chạy nhanh. Úi có thính à? Úi cần đừng nút thính. Nút thính chúng nó đến đây. Ok được rồi, mình hết keo các bạn. Úi có 4 quả keo hết luôn rồi. À không, mình đã chặn có cái ông, chặn có 2 quả chết. Có khẩu gì đấy? Cái gì? À, bóng keo, bóng súng bắn bóng keo. Ôi, con giáp chúng nổ luôn này, ngon. Một băng đạn đấy luôn này. Con giáp chúng nổ nên là không cần. Ôi, có quả mìn này. Không. Vì bắn đôi vector nên là phải cần thả súng lục. Hay là nhắm quả tinh xanh đây nhá. Ấy đừng đừng, chưa được, vào bo đã, vào bo đã. Giờ ném được chưa nhỉ? Bo nó mà gần đây ném này. Từ từ. Đợi tí nhá. Không đừng ném chỗ trống, đừng ném chỗ trống, chỗ nào mà nó kín tí ấy. Đây lên chỗ này ném này. Ừ, ném chỗ này đi. Chỗ này nhá. Ok. Bo nhá, chờ lên. Ai có mìn đây, xong rồi thằng nào nó đến nó phát nổ luôn. Từ thằng Sơn, từ thanh niên Sơn. Sơn đầu hói đấy. Phóng lưu. Ui giời chùm phóng lưu. Sơn bị tạt. Ok mình sẽ dùng mũi cây nút lùm chi thuật. Này. À nói à nói nó. Cái gì? Nói à nói nó. Sơn chọc. Cái gì? Rồi. Cái gì hả Sơn chọc? Cô thằng. Ở đâu ấy? Ở chỗ đi, kia kìa. Sao đi? Chúng nó lọc lên đấy. Nhờn gục. Gục 2. Double kill. Chúng cái SQ nhá. Cái gì? Cái này người ta phải gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp nó mới biết cái SQ chứ. Ê từ từ ôi. Lấy. Chờ tí. Thôi được rồi đấy. Cho keo. Ok cho quả keo đây. Keo đây. Ba quả keo trên quả hồng sát đây, thần kinh à.
kinh khủng dính bất tử và đã ba khó keo chính còn xác không lấy tư chào đâu rồi cứ tư ra lấy mở 79 không ui không cần đâu bắn mở mình bắn mở 79 chín đi chặn quả keo vào đây nhá nút nhanh lên xong rồi đấy nút đi à, được rồi quả thính như xít đi chả ra gì tôi đi rồi bà bò đi sơn ơi quả thính như xít đi vết tờ có đạn đấy không đạn gì đạn à không được sao gan sao gan không có ui giời đấy có quả thính ở dưới đừng đi xuống dưới sâu nó có tầm cao nó bắn chết đấy không đi chỗ này cơ mà lúc quả thính nhở tớ cứ lúc đi tớ ở trên này tớ bắn cho chân chọc xuống nút đấy chân chọc đấy mình sẽ đi về viền bom mình tuần tra không không bắn hết video bắn AK cơ bò sát còn tin nữa sát đi luôn ở bò này ở đâu còn hai đứa nữa thôi no. Từ từ không xuống được từ từ vào vào trong này đã rồi cấp 2 rồi đứa nào à cái FQ phải gọi là ông nội của tổ tiên chạy kêu rồi nó trên đầu ạ ôi thôi ăn chít rồi ấy chặt keo ui ơi chạm qua lựu đạn chạm qua lựu đạn chết top một vui à ha top một vui à thằng Sơn ơi easy ơi nói chung là một quả top một gọi là thần thánh với số lượng KFQ cực kỳ đẳng cấp chúng ta sẽ xem thông số thế nào đã xem nhá từ từ xem thông số đã nhá xem thông số đã thế nào like tất cả này mình 7 kill 2300 phát thương thế như Sơn là ní 374 đấy để cầm bảo cái vô lý đấy thôi chào các bạn đi Sơn từ đợi thế như Sơn đã tao đi nhìn chào cái gì chú kêu là hóa mồm ra đâu có làm gì ta kia này cả khi à nắm láo à không ra nào ngoài quá đánh đây lắm mồm lắm chứ láo thôi chào các bạn đi chào các bạn nhá thôi tạm biệt các bạn nhá nhớ để một like và xem đăng ký nhá ủi mũi